Xin mến chào quý cô chú anh chị gần xa thích mai vàng và đam mê sưu tầm bonsai kiển trên cả nước đã quay trở lại với kênh Mai Vàng Bến Tre ha. Và hôm nay thì vườn mai của chị Thủy có là một cái clip để giao lưu với cô chú anh chị gần xa mình lô mai ghép vào mùa ha. Tàn siêu đẹp luôn cô chú anh chị ha. Hàng chuẩn cho Tết năm 2024 ha. Thì mong cô chú anh chị mình vào xem được cây này giá cả hợp lý mình ủng hộ cho nhà vườn nha. Thì không làm mất thời gian của cô chú anh chị nữa ha. Em mời cô chú anh chị mình vào clip gặp luôn bà chủ chào giới thiệu và giao lưu nha. Rồi chào bà chủ ơi. Rồi, hôm nay trở lại kênh Mai Vàng Bến Tre thì em xin chào toàn thể cô chú bác anh chị em gần xa đã xem kênh ha. Hôm nay trở lại kênh thì em cũng còn được mới gốc đẹp, siêu đẹp luôn. Già mùa ha, để em giao lưu với cô chú anh chị. Thì đầu clip hôm nay thì em sẽ vô luôn là một cây cúc Tây Thi nha. Rồi. Đó, một cây cúc Tây Thi nó trời ơi cái này thôi, nó đẹp tuyệt vời luôn cô chú anh chị. Tàn như cái mâm xôi luôn cô chú anh chị ha. Tết này mà lãi với lãi lao cái nó tổ y như cái mâm xôi á. Cái chậu mâm sau làm sao thì cái này nó tổ đơm bông y gan vậy nha. Cái thân lắc ẹo rất là đẹp nha cô chú anh chị ha. Rồi, thông số lắm bà chủ ơi. Dạ, hoành thân cái này là được 17 nha cô chú anh chị. Rồi, thân lắc quá đẹp luôn cô chú anh chị ha. Cái bộ cũ cũng đẹp nữa. Rồi. Này nó lắc sấy đều lên tới ngọn đó cô chú anh chị. Chiều cao mình được là 60. Rồi. Dạ tán ngang là mình được là 96. Rồi. Rồi cái này thì em sẽ giao lưu với cô chú anh chị em gần xa mình là giá chỉ 2 triệu thôi nha. 2 triệu là em bao phí ship nha. Rồi mình đợi cây nha. Rồi. Rồi tiếp theo cây mã số. Mã số 81 này là cây nãy là mã số 80 nha cô chú anh chị. Em rồi. Quên đó. Cây này là 81 ạ. 81 là cây cúc hoa hồng thanh tú nha cô chú anh chị. Rồi. À, cây này quá đẹp luôn. Cái tàn xuất luôn. Sắc luôn cô chú anh chị ha. Rồi cái vàng đế nó bỏ ra như cái chân này cô chú anh chị ha. Cái chân có mấy cái móng là như móng rồng cô chú anh chị ha. Đó, còn cái này thì cô chú anh chị ngay đây nó khô rồi. Ngon lành này ha, không có gì hết. Trời thoải mái. Cúc hoa hồng thanh tú ha, nụ nè. Đó hồi vàng nụ mỏi mắt lá luôn nha. Lúc vận chuyển về em làm nó bị dập da chút xíu. Rồi. Dạ hoành thân tại điểm này là được 17 nha. Rồi. Dạ chiều cao là mình được 92. Rồi. Dạ tán ngang là mình được 92 luôn. Rồi. Rồi một cây này thì em sẽ giao lưu với cô chú anh chị em gần xa mình là giá chỉ 1.700.000 nha. Rồi mình đợi cây ha. Rồi. Rồi tiếp theo cây mã số 82. Dạ 82 là một cây hoàng huyết long không nhị nha cô chú anh chị. Rồi. Cây này thì quá đẹp luôn. Có tàn ha cô chú anh chị ha, có nụ luôn nha. Nụ nè. Rồi, thân lắc nè. Trời ơi, cái đế nè. Quá đẹp luôn, xuất sắc nha. Rồi, thông số luôn nha bà chủ. Rồi. Giọng nguyên giọng chữ O luôn cô chú anh chị ha. Tròn bo tròn luôn á. Dạ hoành thân là được 17 nha. Rồi. Cái cây này thì dòng đế nó bỏ đế sởm rất là đẹp luôn cô chú anh chị. Chiều cao là được 79. Rồi. Dạ tán ngang là mình được là 70. Dạ rồi một cây này thì em sẽ giao lưu với cô chú anh chị em gần xa mình là giá chỉ là 1.600.000 thôi nha. Rồi đợi cây. Rồi tiếp theo cây mã số. Dạ mã số 83. Đó, 83 đây là một cây cúc nhị đỏ nha cô chú anh chị. Rồi. Cây này tàn quá đẹp luôn cô chú anh chị ha. Cái phôi lắc rất là đẹp luôn cô chú anh chị ha. Cái này thì thợ sửa cây nào thì em lên được cây nấy. Rồi, thợ sửa tới đâu rồi bà chủ lên tới đó cô chú anh chị ha. À, rồi, thông số luôn bà chủ ơi. Cái cây thân ẹo quá đẹp luôn cô chú anh chị ơi. Rồi. Ngồi xuống chút cho té nữa nè. Dạ hoành thân cây này được 18. Rồi. Nút nụ thôi quá trời luôn cô chú ơi. Khỏi chê nha. Cái này mà tổ một cái là không thể nào mà chê luôn. Chiều cao mình được 91. Cây tàn khủng khiếp cái tàn của chú anh chị ơi, tàn bự lắm. Tán ngang là mình được là 112. Rồi.
Rồi một cây này thì em xin giao lưu với cô chú anh chị em gần xa mình là giá cũng chỉ 2 triệu là em bao phí ship nha. Rồi mình đổi cây ha. Rồi. Rồi tiếp theo cây mã số. Dạ tiếp theo mã số 54 ạ. 54 là một cây hoàng hậu. Cúc hoàng hậu nha cô chú anh chị. Dạ cây cúc hoàng hậu. Nụ siêu nhiều luôn nha cô chú anh chị. Cây này quá. Quá trời cái vàng nụ luôn nha, cúc hoàng hậu nha cô chú anh chị. Quá trời cái vàng đế nụ xuất sắc mà cái vàng đế nè. Cây này xinh xinh đẹp nha. Thông số luôn bà chủ ơi. Hoành thân được 21. Rồi. Chiều cao là 59. Tán ngang là 106. Rồi. Rồi một cây này thì em sẽ giao lưu với cô chú anh chị em gần xa mình là giá chỉ là 1.700.000 thôi nha. Rồi, đổi cây luôn ha. Rồi tiếp theo cây mã số. Tiếp theo cây mã số 55 ạ. À. Ủa 85 ạ. À. Rồi 85 ha, cây gì đây bà chủ? 85 màu cây cúc hoàng hậu nữa nha cô chú anh chị. Cái tàn xuất sắc cái tàn luôn cô chú anh chị ha. 85 không sôi luôn cô chú anh chị, cái tàn này quá trời. Này tết nở bông một cái là xuất sắc nha, mà bông hoàng hậu cực kỳ đẹp, nhiều cánh lắm nha cô chú anh chị ha. Cực kỳ dày. Rồi. Thân lắc quá đẹp luôn cô chú anh chị. Thông số luôn bà chủ ơi. Cái bộ đế nó là cô chú anh chị nhìn kỹ giùm em đi. Quái ghê rồi, y như là một con bạch tuộc mà nó bỏ râu để tia ra luôn ha. Rồi. Cái này em phải cho thuốc ở đây mới được. Và quanh là 18, 19. Mình được 19. 19 đúng nha cô chú anh chị. Chiều cao là 68. Rồi. Tán ngang là mình được là 94. Rồi. Rồi một cái này thì em sẽ giao lưu với cô chú anh chị em gần xa mình là giá chỉ 1.800.000 nha. Rồi 1.800.000 ha. Đổi cây. Rồi tiếp theo cây mã số. 56, ô mở 86 không cô chú anh chị. Rồi. 86 là một cây hoàng quyết long không nhị nha. Rồi, cái này tàn khá ok luôn ha. Cái này thì cái hoàng quyết long thì nó tổ thì tổ chùm rất là đẹp luôn, nụ thì nó phải nói là đặc biệt luôn á cô chú anh chị. Rồi. Thân lắc quá đã luôn cô chú anh chị ha. Nụ nè, cô chú anh chị nhìn nè. Cái vàng nụ thấy ghiền không cả nhà. Nên bứt cái lá này ra cái nè, cô chú anh chị mình thấy cái vàng nụ nè, nó xuất sắc chưa? Hoành thân tại điểm này là được 18 nha. Rồi, cái thân lắc rộng chữ O luôn cô chú anh chị ha. Nguyên cũ nè. Cái đấy. Chiều cao là được 76. Tán ngang là 80. Rồi. Rồi, cái này thì em sẽ giao lưu với cô chú anh chị em gần xa mình là giá chỉ là 1.650.000 nha. Rồi đợi cây ha. Rồi tiếp theo cây mã số. Tiếp theo cây mã số 87 nha. Rồi 88. Ủa 87. 87 cũng là một cây hoàng quyết long không nhị nữa nha cô chú anh chị. Rồi. Cái tàn quá xá đẹp luôn cô chú anh chị ơi. Tàn đều nha. Cái này có nút nụ ha. Đế có lục thân lắc nè. Cái đế nó bỏ ra như bạch tuộc luôn cô chú anh chị. Nơm sởm xuống cái này mình nuôi mình tòng ở mô cao là sao bộ đế sởm đẹp dữ lắm nha. Rồi thông số luôn mà chú ơi. Thân lắc dán lông lên nha cô chú anh chị. Uống dán lông lên á. Giờ mới hoàn thân nhiều. Hoành là 17. 17 hơn tính 17 á cô chú anh chị. Đó là tại em đo tên đó đó, tên cái cổ nha. Còn ở dưới đây là mình được là 20. Rồi. Cái chọc ghép nó to lắm cô chú anh chị nè. Chiều cao là 79. Ba mùa ha, chọc ghép bự hơn tay tỏ em luôn cô chú anh chị. Tán ngang là 80. Rồi. Rồi cái này thì em sẽ giao lưu với cô chú anh chị em gần xa mình là 1.750.000 nha. Rồi, mình đổi cây ha. Rồi. Rồi, tiếp theo cây mã số. Dạ, tiếp theo là mã số 88. Rồi. 88 đây là một cây nhị đỏ nha, nha cô chú anh chị. Rồi. Cái tàn quá xá luôn cô chú anh chị, cái tàn này như cái quạt luôn ha. 88 cái cây này
cái ông thợ sửa này, ông sửa cái kiểu như cái quạt luôn ha, y như là cánh cái quạt vậy đó, em cũng không biết sửa kiểu gì nữa mà nhìn thấy có duyên thiệt, thân lắc quá trời luôn ha. Nè, có bông nè cô chú anh chị ha, bông cúc héo đỏ nay mấy chú anh chị ngày héo rồi, nhị đỏ gõ được luôn cô chú anh chị ha. Rồi cho xin thông số thôi nha bà chủ. Hoành thân tại điểm này là mình được 22 ạ. Rồi chiều cao là mình được 55 ạ. Rồi đó, tán ngang là mình được 112 ạ. Rồi rồi một cây nhị đỏ này thì em sẽ giao lưu với cô chú anh chị em gần xa mình, là giá là chỉ là 1.700.000 nha. Rồi 1.700.000 ha. Rồi rồi đợi cây nha. Rồi tiếp theo cây mã số, tiếp theo cây mã số 89. Rồi là một cây cúc hoa hồng thanh tú nha cô chú anh chị. Rồi mà chung ở đâu mà chung tùm lum. Rồi tiếp theo cây mã 89 là cây gì đây bà chủ? Mã số 89 là một cây tam sắc hoàng mai nha. Rồi cây này cái tàn quá xá luôn cô chú anh chị ha, ghép với phôi tân châu cô chú anh chị, cây này đều tàn đều chi luôn ha, tam sắc hoàng mai á cô chú anh chị ha. Một ngày ba màu bông nha cô chú anh chị, quá đẹp luôn. Rồi tam sắc hoàng mai nha cô chú anh chị, một cây ba màu bông nha cô chú anh chị. Rồi dạ hoành thân là được 14. Rồi cái tàn như cái mâm luôn cô chú anh chị ha, chiều cao 70. Rồi tán ngang 100. Rồi rồi một cây tam sắc hoàng mai này thì em sẽ giao lưu với cô chú anh chị em gần xa mình, là giá chỉ là 1.850.000 nha. Rồi đợi cây ha. Rồi cái này là cây cuối clip luôn ha bà chủ. Đây cũng là một cây cuối clip của em hôm nay nha. Thì em cũng xin chân thành cảm ơn toàn thể cô chú bác anh chị em gần xa đã xem kênh và đã ủng hộ cho em nha. Rồi. Thì em mong rằng cô chú anh chị em mình vào xem ưng ý vào cây nào thì ủng hộ cho em để mà mình về mình chơi Tết năm 2024 rất là chuẩn nha cô chú anh chị. Rồi em xin chào và hẹn gặp lại cô chú anh chị em mình những clip sau ạ. Rồi em cũng thay mặt cho kênh cũng như là chị Thủy cảm ơn cô chú anh chị mình đã theo dõi hết clip và đã ủng hộ cho chị Thủy trong các clip trước cũng như clip này. Cảm ơn cô chú anh chị mình vào xem được cái nào với các hợp lý mình ủng hộ cho nhà vườn nha. Xin chào và hẹn gặp lại ạ.